Sáng ngày 30 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Chí Linh tổ chức tổng kết năm học 2023-2024 và chia tay học sinh khối 12 ra trường. Dự buổi lễ tổng kết có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, ban giám hiệu, toàn thể cán bộ giáo viên học sinh và đại diện hội phụ huynh nhà trường. Năm học 2023-2024, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Chí Linh có 1.255 học sinh. Mặc dù có những khó khăn nhất định, song với sự chỉ đạo kịp thời và hiệu quả của Ban Giám đốc, cùng với sự đoàn kết và đồng lòng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trung tâm đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đồng thời đã xây dựng, điều chỉnh và bổ sung thêm một số nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch năm học phù hợp với đặc điểm thực tiễn của trung tâm. Để tiếp tục khẳng định vị trí top đầu toàn tỉnh về chất lượng dạy và học, tạo cơ sở và tiền đề cho các hoạt động năm học tiếp theo, năm học qua, chất lượng giáo dục Đại Trà được nâng lên, số lượng học sinh xếp loại học lực giỏi toàn diện có 75 học sinh, 830 học sinh học lực khá, chiếm 66,13%, học sinh đạt hạnh kiểm tốt là 1.044 em, chiếm 83,18%. Về chất lượng mũi nhọn, trung tâm đạt 9 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hệ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, trong đó 4 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích môn toán và ngữ văn, đứng thứ nhất đồng đội. Về đội ngũ giáo viên, có 2 giáo viên đạt giải giáo viên giỏi cấp tỉnh, 4 cán bộ giáo viên có sáng kiến thi đua cấp cơ sở. Về đào tạo nghề trình độ trung cấp, năm học qua, trung tâm mở các lớp điện công nghiệp, công nghệ hàn, công nghệ sửa chữa ô tô, vận hành máy thi công, kỹ thuật chế biến món ăn, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp, công nghệ thông tin. Cùng với các hoạt động dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề, nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống được trung tâm triển khai thường xuyên như giải bóng đá mini nam, hội diễn văn nghệ, chuyên đề về an toàn giao thông, rèn kỹ năng sống cho học sinh và những hoạt động quyên góp, ủng hộ học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động trải nghiệm. Từ đó, học sinh đã có nhiều kỹ năng trong cuộc sống, hình thành được nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, tránh xa những lối sống tiêu cực, những tệ nạn xã hội. Tại buổi tổng kết năm học, nhà trường và hội cha mẹ học sinh đã trao nhiều phần thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 và chia tay khối 12 ra trường.